10 pha thì win thôi. Hay quá, làm đúng 10 pha luôn á ta, hay quá ta. Á, bên kia quăng đúng 10 pha luôn kìa. Game thế này mà win được ạ. Alo. Alo, alo, alo. Là một game Samiga. Lỗ luôn. Tào lao ghê chưa. Kẻ này không biết sao mà bên kia nó giết mình cấp 1 được. Ảo thật. Tầm này chắc farm để để mục tiêu đánh. Giờ hết kiểu nó có nước mắt là nó đứng sau lính nó quy quy farm. Không giết được nữa. Giết giết đầu game à. Giờ khó giết. Giờ nó muốn farm nữa farm. Trời ơi, no. Gì vậy trời? Hay à. Cảm ho số mũi. Tìm mình đánh nhìn cảm ho số mũi dữ ghê. Lúc mình vô không đánh, lúc mình đi về rồi mình binh lui rồi lại đánh. Khó. Game thấy đi hơi xa lên ổng thua á. Chức tướng lay game không mạnh lên ổng thua. SG win thử ghép bao nhiêu cái là dính đủ bao nhiêu cái luôn á. À, ba. What the fuck gì đây? 02, 02, 01, 03. Ui trời, game đầu tiên của tôi. Game mẹ tôi là tôi thấy 15 phút. Bỏ farm đi sao mà đánh. Ok, farm 15G rồi nha. Mid TP sau lưng, thằng gần thì đi về nhà. Oh my god cái game. Làm khoảng 10 pha vậy nữa thì win 10 pha nha. 10 pha y chang nãy thì win rồi. Trời cái gì đây? Má ơi. Nè. Sion gì đây? Sao nhìn team mình giống như kiểu bên kia nó dắt mình đi dạo vậy ta.
À. Gì chơi? Mười pha chưa? Mười pha win đó. Nãy giờ được mười pha chưa? Đúng mười pha như nãy là win nè. Mười pha như đầu game mà nó quăng mình, nó quăng như nó cho mình win nhé. Cố lên. Nãy giờ hình như mới 8 pha. On mid này anh em. Ấy Mỹ dùng Mỹ à, dùng Mỹ đu dùng kia tụi nó đi lẻ chứ. Không biết luôn anh em ơi. Ôi sao giàu quá vậy. Mười pha thì win thôi. Đúng 10 pha rồi, hay lắm. Hay quá, làm đúng 10 pha luôn á ta, hay quá ta. À bên kia quăng đúng 10 pha luôn kìa. Phải đấy, game gì mà win được. Game thế này mà win được à. Với cái đội hình thế này, đầu game win thua 8-0, vẫn win. Ảo ma thì quăng đúng 10 pha, hay lắm. Mình kêu bằng nghiệp mát thì chứ. Đặt tiêu đề cho game này nha tụi bây. Game này mình cũng win được.